うん、美味しい美味しい。
nói lộn cái toàn ăn ngon vậy. Trời ơi, nhờ suy ra lục đạo mà suy ra toàn như là ngồi ăn không. Rồi bây giờ thì nãy giờ ra ngồi và bóc đồ phục ăn gần hết rồi. Nóng quá nghe suy ra. Này tô của mẹ. À, thèm chảy nước miếng quá. Để ăn liền đây. Mồm bật chứng cho miệng nó luôn nhé. Thơm quá. Nước miếng không ngừng chảy. Ngon quá. Ngon quá mọi người. Lâu rồi mới ăn mì Quảng lại. Đấy, ngon à. Ngon. Ôi trời trời. Sao giờ lại quấn mẹ. Đấy. Ngon không? Cần được cắt kem. Cái tờ này cần lại ăn. Chắc nhỏ mới tờ này lại ăn nha. Ba con bé đi làm chưa về mà à, cho nên là bữa nào cũng hai mẹ con ăn nha. Ba nó về xin ba nó ăn sau. Đi đi. Ngon quá. Ngon. Ngon. Bà mà rồi xem ăn bà mà ăn bà mà bèn hấp nước ngon nước đèn ngon này ngon ngon ngon. Chị biết nói nhất mình. Này. Nghe tôi vẫn mà. Hả? À, nhà bắt phải ăn nãy giờ rồi mà. Nó nấu phụng đi ăn mì đi nè. Không kịp. Không kịp lột quả đậu mà anh giờ vừa ăn vừa lột. Chắc ăn mút cục chục vậy. Ăn mút cục chục vậy ra. Nát chưa nát đậu phụng. Đậu phụng. Đây ạ. Đậu phụng. Giờ sẽ ăn quýt trắng miệng nhả. Hả? Giờ ăn quýt gì? Ngon. Rồi. Thơm ngon tới giọt cuối cùng không mọi người? Ngon quá. Căng thấy cả bụng. Ngon không? Rồi chị lo. Lo gì? Chị Bì. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết. Quýt.
Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của Hằng nha. Nếu như thích kênh của Hằng thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo ha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Bye bye. Ai chứ? Ừ, mình sẽ đa xe đứt. Đa xe đứt.